Xin chào toàn thể quý anh chị, quý cô bác, bà con. Và ngày hôm nay em Nga xin phép được giới thiệu đến với quý anh chị một cái lô rẫy nằm ở gần quốc lộ 14A, nằm ở ngay giữa khu dân cư đông như thế này, có nguồn thu từ cà phê mà giá ở đây tổng diện tích 7,5 sào với giá chỉ có 450 triệu, lại còn được bao sang tên, có nguồn thu từ cà phê quý anh chị nhé. Mời quý anh chị theo em vào trong cái lô rẫy ạ. Đây là đường 5m vào cái lô rẫy của mình, gia chủ đã mua đường quý anh chị nha. Đúng là chỉ có khoảng chừng 15m. 15m này con đường riêng của mình đi vào rẫy. Và rẫy của mình ở đây. Cái nguồn rẫy nằm ở ngay khu dân cư này. Có nguồn thu và cách quốc lộ 14A chỉ có 500m thôi. Thì với giá siêu rẻ 450 triệu quý anh chị sở hữu được lô rẫy 7,5 sào với full cà phê tơ nha. Trái cà phê năm nay cũng tương đối, mặc dù là không được chăm sóc kỹ nha. Cà phê cũng nhiều trái phết đấy ạ. Full cái cà phê này. Đây tơ nằm gần ngay quốc lộ, ô tô đi vào đến rẫy, cách quốc lộ 14A chỉ có 500m. Đất của mình tương đối bằng phẳng nha, ô tô vào đến rẫy luôn ạ. Cà phê đã có nguồn thu. Ở đây thì là chất đất đen à quý anh chị này. Xung quanh bên kia là người ta làm nhà vườn rau cây, rau sạch, nhà lồng. Nhìn từ trên cao quý anh chị có thể nhìn thấy hết được cái vị thế lô đất của mình nằm ở ngay cái giữa khu dân cư nhà ở đông. Và phía trước là mặt tiền quốc lộ 14A. Cách trung tâm thị trấn của huyện Chư Sê vào khoảng chừng là 5 km ạ. Một cái tài chính thấp để cho quý anh chị vừa xây nhà, vừa ở và vừa trồng cây, chỉ có 450 triệu thôi, nằm ở ngay khu dân cư và đường đi lối lại thì nó cũng thuận tiện, ô tô có thể vào tới rẫy quý anh chị nhé. Đường điện thì ở rất gần, chỉ có khoảng chừng vài trăm mét, nhà hàng xóm đã bắt điện hết rồi. Tại vì gia chủ không có canh tác trên cái đất này, cà phê thì hiện cho người khác sử dụng, trồng và tự thu. Ở trên lô rẫy mình đã có một cái giếng và lô đất của mình cũng gần ngay suối, ngay hồ, nước mênh mông ạ. Chỉ có 450 triệu. Quý anh chị quan tâm đến cái lô rẫy này xin liên hệ đến kênh Nhà Đất Quỳnh Nga qua số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần tới nhé.